Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, Anh Ký Vlog Cuộc Sống Ở Nhật. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay mình đang đứng ở trước cửa quán Gấp Gấu này. Bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn các trò Gấp Gấu, nhiều trò lắm nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn và đi vào luôn, giới thiệu cho các bạn luôn. Đây là cây đổi tiền nhé các bạn nhé. Đấy, cây đổi tiền. Còn đây là Gấp Gấu đây. Đấy, giờ mình đi tìm ra những cái nào nhé. Bên đây sô cô la. Rất nhiều sô cô la. Giờ mình đi xem trò nào hay. Mình đi xem trò chơi nào không. Đây. Rất nhiều gấu. Đấy. Các bạn thấy nhiều không? Để mình đi tìm ra những cái trò gì nghịch. À, búp bê ở Nhật nhé. Búp bê của Nhật này. Nhiều lắm. Mình giới thiệu qua xong bắt đầu mình vào chơi nhá. Đây là rất nhiều trò, mình đang tìm không có trò nào nó hay tí. Mình đi một vòng giới thiệu cho các bạn. Đấy, gấu đây. Đây nha các bạn. 100 yên. 100 yên là 20.000 một lần. Và 100.000 thì được 6 lần. Đấy. Gấu khá là to. Tí thử vận may xem có được hay không. Ở đây nhiều trò chơi này. Rất nhiều gấu đẹp. Đây cây nước ở trong nhà luôn nhé. Ngựa này, gấu ngựa. Mình thấy có một con đẹp lắm rồi. Mình xong mình sẽ ra gấp. Rất nhiều đồ. Rất nhiều đồ con này. Đồng hồ này. Tí thử đắp đồng hồ vẫn may em thế nào. Đây rất nhiều đồ, nó cũng ầm, nhiều tiếng nhạc ầm đấy. Thế là vậy là hết một lượt rồi nhá. Giờ mình thấy cái đồng hồ ở kia hay, mình sẽ ra gấp. Súng nhá, súng nước rất đẹp. Các bạn thấy đẹp không? Giờ mình sẽ đi cắt ngay vào luôn. Ra các đồng hồ em này. Đây, cái Nhật nhá các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ ra các đồng hồ.
may đâu có gấp được đồng hồ không nhá. Đây mình cho tiền vào nhé. Đó chơi lớn chưa? Con này đi.
lên đây đây mọi người. Được con này thôi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tất cả mọi người.